cũng như là tất cả những người đã tạo nên một cái đêm diễn hôm nay, giống như là công ty Giang Huy, tất cả mọi người, những anh em ekip cùng anh chị em hướng dẫn viên hôm nay, thay mặt Kim Thanh Xuyên thì tôi rất là cảm ơn.